بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تنادي يغرين بطا تا تتيت نكنون شمبوك بمون نوكو شمبوك سليم في أودام بيب نينة إسلام تنكساوي نكريكرا هاي ينجو دال حديث تي بي روي حاسبي. عن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أي شفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث نيه نبي صلى الله عليه وسلم بانسو تكن صحابة ربقات بأبوان تنن براحبي نيه منع جنة مين مقمون جنة تكم تكن آي منع تيت جنة كري كرو لقباء نن جنة دالكي من راب رو كدو كوكي من آقبر نتي تا نبي سو صحابة منع نن يانك لي منع Insha'Allah ayat yang dengar dalam hadis ni. Dalam hadis Abi Abbas Sahal ibn Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu ban dijitha mara rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Barah mana ban dau chlong kat muk nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala li rajulin 'indahu jalis. Na pelu nabi sallallahu alaihi wasallam ban su ta kan barah mana dai angkui ni chit kot ni. Nabi suruh sahabat nang na ma ra'yuka fi hadha ta ne yol khoe ya ma chompuh mne ni chang je tha ne da da kat muk nabi san bang bang ni nabi suruh sahabat da angkui chit ko ta mne nang yang mai ta ne yol khoe ya mai fa qala rajulun min ashrafin nas mne nang chlai top mok nabi sallallahu alaihi wasallam bin thaya rasulullah ke mne nu ke che ne dael tkom tkaeng na miền này thả trên địa đây là miền mộc miền mòn trên địa miền lui trên địa đại kê cù rộp rập an dưới trăm cứ trên địa đây là miền chỉ được phép thu thiền miền tây miền địa này هذا والله حري إن خطب أيونك miền địa nâng bản to pháp mộc là bí tiết hàng che miền địa nâng والله sôm sôm bận Allah present bà quát tâu đần đần côn kế kế nâng nị cả ao nị mình đã nâng phạm được bỉ vậy nên sa phạ ayu sa phạ hai prasan bọc quạt nâng trong chuôi andra cung chụp bùn nam mình nhé kế nâng từ tua joka andra cung bọc quạt nâng phìp đôi sa tại quạt nâng cứ chỉ nhẹ đầy miên mục mọt chỉ nhẹ thôm chỉ nhẹ miên chỉ nhẹ miên chỉ vừa phèp thu thia sờ bô sờ bay nhé ai chăng nộp bên nào đã quan tâm đến những con kế kế ao bên nào đã quan tâm chui andra cung kế kế từ tua cho cả andra cung được bao quát đại sa ta quát chuyện địa miền mục miền mót chuyện địa miền nha phasa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bên đâu nabi có quát đầu nghiêm là các bạn top từ mình đã nâng bên tham một tí xuống mà mở ra rồi luôn ở khỏi cái mà tiếc có miền bỏ ra mình đã xây tiếc đã cắt bốc nabi sallallahu alaihi wasallam lại ni mình đáp xin tiền đó nè. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bên nưng nabi có ban sua sahabat mình đã ngồi chết con bảnh mình nè. Phụ mình cất sua rồi ta hơi bẹp quan nưng bỏ ra mình nè nưng. Ai lâu ní cất sua tiệt. Phụ lâu cái đa mau mình nè tiệt rồi. Ma ra'yuka fi hadha. Ta nè yol khơi nhà mất trong phố mình nè mình nè nè. Trong giới thả nè tí pí đã tiệm mau nè. Ta nè yol khơi nhà mất trong phố mình nè nè. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء الناس من أن يشلع طاب موك نبي وين يا رسول الله من أن يكون منه من أن يكون جمعنا من أن يكون كرا الإسلام لين الإسلام جان جي تها من أن موك تي بي ني كي جي نأ دي كرا من من لوي كأتي من من مك موات من من تنا بن سا أوي تنغ آه نا جي نأ كراك سات من تين براب نبي صلى الله عليه وسلم جان هذا حري إن خطب أن لا ينكح mình nhận đi, person bảo quát tàu đần đần côn kế kiểu ăn ao thế, à vừa đôi sai chưa vừa hiệp, nè chưa hiệp giảm dần croc sọt, men men mộc men mọt thế,
ឯដល់ពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទៅដឹងខ្លួនគេគេអត់ឲ្យទេអត្ថន័យវាគឺអញ្ចឹងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មើលទៅលើជីវភាពវិញសាហ្វាអល់ឡាសាហ្វាហើយប្រសិនបើគាត់ហ្នឹងទៅជួយអន្តរាគមន៍គេក៏គេមិនទទួលយកដែរចង់និយាយថាអ្នកក្រីក្រអំបញ្ញមិញនេះប្រសិនបើចង់ជួយគេចង់អន្តរាគមន៍ដល់នរណាម្នាក់គេអត់អើពើជាមួយគាត់ទេគេមិនទទួលយកដោយសារអីដោយសារក្រដោយសារជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ពេលអញ្ចឹងគេអត់យកពីគាត់ទេវ៉ៃនកលអលឡាយស្មៅលីកូលីហើយប្រសិនបើគាត់និយាយណាក៏គេមិនស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់គាត់ដែរទោះបីនិយាយរឿងនេះឬក៏និយាយរឿងនោះគេអត់ស្ដាប់គាត់ទេដោយសារគាត់ក្រដោយសារជីវភាពគាត់ពិបាកមែនទែនមិនដូចអ្នកទី1ទេអ្នកទី1ដែលនិយាយមកអញ្ចឹងទៅជាអ្នកមានជាអ្នកថ្កំថ្កើងជាអ្នកធូរធារជាអ្នកមានមុខមានមាត់ប្រសិនបើទៅដឹងគុណគេគេឲ្យប្រសិនបើជួយអន្តរាគមន៍គេគេនឹងទទួលយកដោយសារមានឯអ្នកទី2នេះមិនអញ្ចឹងទេណាអ្នកក្រីក្រអ្នកពិបាកឯបើនិយាយទៅគេអត់អើពើនឹងសម្ដីរបស់គាត់ទៀតអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងហើយ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو نبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹង هذا خير من ملء الارض مثل هذا នប៊ីថាម្នាក់នេះសំដៅទៅលើបរិះទី2ដែលជាអ្នកក្រីក្រនេះ خير ល្អជាងម្នាក់នោះពេញមួយផែនដីចង់និយាយថាអ្នកក្រនេះល្អជាងអ្នកមាននឹងទៅទៀតនេះណាប៊ីសានគាត់ប្រាប់ទៅណា هذا خير من ملء الارض مثل هذا ដោយសារអីដោយសារតែអ្នកក្រីក្រណាអ្នកដែលគេមិនសូវរាប់អានគាត់អ្នកដែលគេមិនអើពើនឹងសម្ដីរបស់គាត់អ្នកដែលគេចាត់ទុកថាគាត់នឹងមិនមានតម្លៃសម្រាប់គេនោះទេអ្នកនឹងណាល្អជាងអ្នកមានទៅទៀតដោយសារតែអ្នកនឹងគាត់តកវើទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala គាត់កោតខ្លាចអល់ឡោះធ្វើតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំធ្វើតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្ស៊ីគីរតាវ៉ាត់សុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាល្អជាងអ្នកមាននោះទៅទៀតអញ្ចឹងបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាទ្រង់មើលមិនមែនតែមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងកាយទេមើលទៅលើចិត្តនិងទង្វើនៅក្នុងហាឌីសមួយNabi sallallahu alayhi wa sallam prab nakong hadith Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum rawahu Muslim Ampi Abi Hurairah radhiyallahu an qad ban yai tha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mien prasah tha إن الله لا ينظر إلى صوركم ជាការពិតណាស់អល់ឡោះតាឡាមិនមើលទៅលើរូបរាងកាយរបស់ពួកអ្នកទេពួកអ្នកសង្ហាពួកអ្នកជាអ្នកស្អាតពួកអ្នកជាអ្នកលោឆាយពួកអ្នកជាអ្នករូបរាងស្អាតបាទអល់ឡោះអត់មើលទេរូបរាងស្អាតបាទហ្នឹងនោះវ៉ាអំវ៉ាលីគុំហើយក៏ទ្រង់មិនមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែរមិនមែនទេថាអ្នកមានអល់ឡោះតាឡាមើលអល់ឡោះតាឡាទទួលយកអាម៉ាល់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីអ្នកមានអត់ទេណាទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងរូបរាងកាយគឺអល់ឡោះតាឡាមិនមើលទៅលើប្រការហ្នឹងទេវ៉ាឡាគិនយ៉ាន់ซูរូអ៊ីឡាកូលូប៊ីគុំវ៉ាអាម៉ាលីគុំប៉ុន្តែអល់ឡោះមើលទៅលើចិត្តរបស់គេហើយនឹងទង្វើរបស់គេនោះទៅវិញទីចិត្តអល់ឡោះតាឡាមើលសួរថាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យអ៊ីខ្លោសតែញោមពូអល់ឡោះតាឡាអត់ក្នុងការធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាតហ្នឹងចិត្តល្អចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តតលីចិត្តចង់និយាយថាមិនមានការឈ្នានេះទៅញោមពូអ្នកផ្សេងទេចិត្តតកវើកោតខ្លាចតែញោមពូអល់ឡោះតាឡាអត់អល់ឡោះតាឡាមើលចិត្តហើយក៏អល់ឡោះតាឡាមើលទង្វើដែរសួរថាទង្វើដែលធ្វើហ្នឹងជាទង្វើល្អគោរពតើអាចតែជាពូអល់ឡោះតាឡាតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ zikir តាបរសុំទោសពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អល់ឡោះតាឡាមើលទៅលើទង្វើមិនមែនមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មិនមើលទៅលើរូបរាងកាយមិនមើលទៅលើរាងសង្ហារបស់ម្នាក់នឹងទេអត់ទេមើលទៅលើចិត្តអញ្ចឹងបានអ្នកក្រីក្រមួយចំនួនឬអាចថាអ្នកក្រីក្រភាគច្រើនចូលសូរ្យករបស់អល់ឡោះតាឡាពួកអល់ឡោះតាឡាមើលទៅលើចិត្តហើយមើលទៅលើទង្វើភាគច្រើនអ្នកក្រីក្រណាអ្នកក្រខ្សត់គឺគាត់ syukur អរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala គាត់ធ្វើអំពើល្អគាត់តាមច្បាប់អ៊ីស្លាមភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងឯងឯអ្នកមានអាចថាគាត់តកបួរអាចថាគាត់រវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ច្រើនអាចថាគាត់មិនចេញ zakat អាចថាប្រការនេះប្រការនោះ
chăng Allah Subhanahu wa Ta'ala mới từ lời chất nâng tưởng vời dạ chăng nó không hadith này bằng hành tha Allah Subhanahu wa Ta'ala ao đầm lầy hứa có lược đầm cao nó cứ sạch thật nửa lời chất nó sạch thật nửa lời tạc vò cao 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 Subhanahu wa ta'ala mình mến sạch thật nửa lời tạp sẵn bát rồi có riêng cái đại sạch là ổ sạch nụ tì ổ tì nhưng chăng prasanna bởi dương chăng ai Allah ta'ala lược đầm cao dương nè bởi tôi bây giờ dương mình miễn trap sản bát cả đâu dương trôi tại tóc quá cọt khai từ những bộ áo lót thường bự lâu ấy bạn chờ bởi tôi bây giờ đẹp xinh là kê mơ nghi kê mình snap sầm đầy quát kê mình đã kê mình snap sầm đầy bao dương kê mơ nghi dương kê mình ao đầm lại dương đã xa thì dương chỉ để cây cỏ men bứt bàn tay dương sưu cô ở côn từ những bộ áo lót dương thường bự lâu dương cọt khai từ những bộ trung dương cửu rốt tam away để Allah nâng rồi số đã mất alhamdulillah dương lỗ chiêng nè chuyện kể từ tiên hãy dừng of đó là dừng Allah ta là lược nằm càng dừng vì bố Allah ta là pram ở Quran inna akramakum inda Allah atqakum anh chẳng ca cao khai trong Allah ta là ni nhá cứ dừng thưa ta tam ở với đời thường đã mất hãy dừng trâu chốt nêu rõ bà kà nát đời thường hàm khuất chẳng nó không hadith ni Nabi sallallahu alaihi wa sallam ban bình chìa pháp tha nẹt đầy cây cỏ nẹt đầy on nẹt đầy kê mình đạp sầm đầy rồi bỏ qua tê kê mình ao bơ qua tê nẹt nướng lỗ chuyện nẹt miên thời tiết đỡ sấy đỡ xa ca cầu khát từ chụp bộ Allah Subhanahu wa Taala nụ hơi chân dương từ ngọc nia nè ha bắt đầu bây chỉ dương cỏ chuyện kê dương on chuyện kê miên bớt bàn tay dương trâu tập tọc qua từ chụp bộ Allah mẹ tha nẹt cỏ tọc qua tê nẹt nẹt miên cả trâu tập cầu khát Allah Taala đây nên nẹt miên cả trâu tại anh vô tất tăng cho bác Allah Subhanahu wa Ta'ala đây chẳng nữa miễn mình trở mơn nghe nữa khó thì kế mơn nghe dương thế ngày đi bị ý tình là bên này dương tọc qua thì những bộ Allah Ta'ala Allah Ta'ala nâng lước đầm càng dương nữa nên ngày rồi Allah Ta'ala nâng áo đầm lại dương هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته